Thưa các quý vị đại biểu, kính thưa ban giám hiệu, thưa các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các bạn sinh viên thân mến. Hôm nay, ngày 4 tháng 6 năm 2017, Khoa Kịch hát Dân tộc và Trung tâm Kỹ thuật Âm thanh Ánh sáng, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội long trọng tổ chức lễ báo cáo tốt nghiệp cho hai lớp diễn viên chèo K33 và lớp đạo diễn âm thanh ánh sáng K33 hệ Đại học Chính quy khóa học 2013-2017. Đến dự với buổi lễ báo cáo tốt nghiệp ngày hôm nay, tôi xin trân trọng tới dự về phía nhà trường có Phó Giáo sư Tiến sĩ nhà giáo ưu tú Nguyễn Đình Thi, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường. Thạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Trần Văn Hải, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Hiền, Phó trưởng phòng đào tạo. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Song Hào, trưởng khoa thiết kế mỹ thuật. Thạc sĩ Nguyễn Công Tú, giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Âm thanh Ánh sáng. Thạc sĩ Nguyễn Xuân Khánh, phó giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Âm thanh Ánh sáng. Tiến sĩ Phạm Chí Thành, trưởng khoa Kịch hát Dân tộc. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Thúy Ngân, giám đốc Nhà hát Thể nghiệm. Thầy Nguyễn Hoài Thanh, phó giám đốc Nhà hát Thể nghiệm. Cùng các cán bộ giảng viên của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Về phía khách mời, tôi xin trân trọng giới thiệu tới dự có nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngoan, giám đốc Nhà hát chèo Việt Nam. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Ngọc Kình, phó giám đốc Nhà hát chèo Việt Nam. Trung tá nghệ sĩ nhân dân Trịnh Minh Tiến, phó phòng nghệ thuật Nhà hát chèo Quân đội. Ngoài ra, tới dự với buổi lễ báo cáo tốt nghiệp ngày hôm nay còn có đông đảo các nghệ sĩ diễn viên đến từ các đơn vị nghệ thuật, đặc biệt là sự có mặt của các bậc phụ huynh cùng bạn bè xa gần của tất cả các bạn sinh viên hai lớp diễn viên chèo K33 và lớp đạo diễn âm thanh ánh sáng K33. Sau đây thì tôi xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Hiền, Phó trưởng phòng đào tạo sẽ lên đọc các quyết định liên quan tới điều kiện tốt nghiệp của hai lớp. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, số 404-453-QĐ-SKDAHN, Hà Nội ngày 24 tháng 5 năm 2017, quyết định về việc công nhận đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp. Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội căn cứ quyết định 372CP ngày 17 tháng 12 năm 1980 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Căn cứ quyết định số 538QĐ-BVHTTGL ngày 6 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Căn cứ vào quyết định số 25/2006/QĐ-BZZDT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy. Căn cứ biên bản của Hội đồng học xét công nhận đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp ngày 10 tháng 5 năm 2017, xét đề nghị của ông bà trưởng phòng đào tạo quản lý khoa học, công tác chính trị, quản lý học sinh sinh viên, quyết định điều 1 công nhận 5 sinh viên chuyên ngành đạo diễn âm thanh ánh sáng sân khấu và 9 sinh viên chuyên ngành diễn viên chèo hệ Đại học Chính quy khóa học 2013-2017 đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp năm 2017. Điều 2, các ông bà trưởng phòng đào tạo quản lý khoa học, công tác chính trị, quản lý học sinh sinh viên, tài vụ, tổ chức cán bộ đối ngoại, trung tâm âm thanh ánh sáng,
khoa kịch hát dân tộc và 14 sinh viên có tên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Hiệu trưởng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Thi đã ký. Sau đây tôi xin được công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp năm 2017. Lớp đạo diễn âm thanh ánh sáng sân khấu K33. 1. Đặng Tài Anh. 2. Phạm Ngọc Linh. 3. Nguyễn Khắc Minh. 4. Đoàn Hoàng Nam. Và 5. Nguyễn Văn Phong. Lớp diễn viên chèo K33. 1. Phạm Tiến Dũng. 2. Đậu Thị Thu Hiền. 3. Vũ Thị Ngọc Lý. 4. Lê Đức Thiện. 5. Nguyễn Thị Trinh. 6. Phan Xuân Tú. 7. Lã Thị Tuất. 8. Tạ Thị Phương Linh. 9. Phạm Thị Kim Liên. Kính thưa quý vị đại biểu, trên đây là tôi vừa công bố danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp. Tiếp theo tôi xin công bố quyết định thành lập hội đồng chấm thi tốt nghiệp. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, số 463-458, QĐ-SKDAHN, Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2017. Quyết định về việc thành lập hội đồng chấm thi tốt nghiệp. Điều 1. Thành lập hội đồng chấm thi tốt nghiệp các chuyên ngành đạo diễn âm thanh ánh sáng sân khấu, diễn viên chèo hệ Đại học Chính quy, khóa học 2013-2017 của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội gồm chuyên ngành đạo diễn âm thanh ánh sáng sân khấu. 1. Ông Nguyễn Công Tú, thạc sĩ, chủ tịch hội đồng. 2. Ông Nguyễn Xuân Khánh, thạc sĩ, ủy viên. 3. Ông Trần Công Trí, thạc sĩ, ủy viên. 4. Ông Nguyễn Hoài Thanh, giảng viên, ủy viên. 5. Ông Đỗ Mạnh Hà, thạc sĩ, ủy viên. Thư ký hội đồng Nguyễn Thanh Tùng. Chuyên ngành diễn viên chèo. 1. Bà Vũ Thúy Ngân, nghệ sĩ ưu tú, thạc sĩ, chủ tịch hội đồng. 2. Bà Nguyễn Thị Bích Hoan, nghệ sĩ ưu tú, thạc sĩ, ủy viên. 3. Bà Nguyễn Thị Lụa, thạc sĩ, ủy viên. 4. Bà Bùi Thị Hiền, thạc sĩ, ủy viên. 5. Ông Phạm Hữu Dực, nhạc sĩ, ủy viên. Thư ký hội đồng Nguyễn Vinh Hương. Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm tổ chức và thực hiện chấm thi theo đúng quy định hiện hành. Điều 3. Các ông bà trưởng các đơn vị trực thuộc có liên quan và các ông bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Hiệu trưởng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Thi đã ký. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các thầy cô, trên đây tôi vừa thay mặt hội đồng công bố quyết định đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp và quyết định thành lập hội đồng chấm thi tốt nghiệp. Cuối cùng, thay mặt hội đồng, xin kính chúc các quý vị đại biểu, các thầy cô sức khỏe. Chúc các bạn sinh viên bình tĩnh, tự tin, tỏa sáng trong phần thi của mình và chúc lễ tốt nghiệp của chúng ta thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Hiền. Và tới dự với buổi lễ báo cáo tốt nghiệp ngày hôm nay, tôi còn xin được trân trọng giới thiệu tới dự có sự hiện diện của nghệ sĩ ưu tú Hữu Mười, Phó trưởng khoa truyền hình. Về phía khách mời, tôi xin trân trọng giới thiệu sư thầy Thích Thanh Tùng, trụ trì Chùa Cót. Vâng, để nối tiếp chương trình, ngay sau đây tôi xin kính mời Tiến sĩ Phạm Chí Thành sẽ đại diện cho hai lớp lên có đôi lời phát biểu. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy đại diện ban giám hiệu, kính thưa quý vị đại diện cho các nhà hát, các đoàn, các khoa, ban, trung tâm. Hôm nay, ngày 4 tháng 6 năm 2017, chúng tôi lại long trọng tổ chức buổi lễ báo cáo tốt nghiệp cho hai lớp, lớp diễn viên chèo K333, lớp đạo diễn âm thanh ánh sáng. Đây là một công trình nghệ thuật đặc biệt có sự phối hợp giữa khoa kịch hát dân tộc và trung tâm âm thanh ánh sáng. Và đây cũng là những tác phẩm của tất cả các thầy, trò và các sự giúp đỡ của các nhà hát đã tạo nên một tác phẩm mang dáng dấp riêng
của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo, để có được thành quả hôm nay, các em đã không quản gian lao vất vả học tập trong suốt 4 năm liền. Và đặc biệt ở đây chúng ta thấy sự dạy tận tình dạy dỗ, sự dìu dắt chỉ đạo của ban giám hiệu, của các phòng ban khoa và của các thầy cô giáo, của những nghệ sĩ tâm huyết từ các nhà hát, từ các đoàn nghệ thuật đã không quản đường xá xa xôi đến tận trường Đại học Sân khấu Điện ảnh để chỉ đạo, để dạy dỗ cho các em, trao truyền cho các em những kỹ năng nghề nghiệp tốt nhất để sau này các em có thể vận dụng trong những lĩnh vực mới, trong những con đường mới của mình. Thay mặt cho khoa kịch hát dân tộc, thay mặt cho các thầy cô và sinh viên, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn tới ban giám hiệu, tới tất cả các phòng ban khoa trung tâm đã phối hợp trong công tác đào tạo này. Một lần nữa xin gửi tới Nhà hát chèo Việt Nam, Nhà hát chèo Quân đội, Trung tâm Âm thanh Ánh sáng, Nhà hát Thể nghiệm A3 những lời cảm ơn trân trọng nhất vì sự phối hợp đào tạo này. Kính thưa quý vị, một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn tới các vị phụ huynh, các vị khách mời và tất cả các em sinh viên của khoa kịch hát dân tộc, và mong rằng buổi biểu diễn báo cáo tốt nghiệp ngày hôm nay sẽ thành công tốt đẹp. Xin được cảm ơn những lời phát biểu đầy tâm tình của tiến sĩ Phạm Chí Thành. Và kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa ban giám hiệu, thưa các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cùng các bạn sinh viên thân mến, ngay sau đây sẽ là chương trình thi tốt nghiệp của hai lớp. Lớp đạo diễn âm thanh ánh sáng K33, thiết kế âm thanh ánh sáng cho vở chèo Quan Âm Thị Kính. Giảng viên chủ nhiệm Thạc sĩ Nguyễn Xuân Khánh. Giảng viên hướng dẫn âm thanh Nguyễn Công Tú. Giảng viên hướng dẫn ánh sáng Nguyễn Hoài Thanh. Nhóm thiết kế âm thanh ánh sáng sân khấu, sinh viên Đặng Tài Anh. Sinh viên Phạm Ngọc Linh. Sinh viên Nguyễn Khắc Minh. Sinh viên Đoàn Hoàng Nam. Và sinh viên Nguyễn Văn Phong. Lớp diễn viên chèo K33, vở diễn tốt nghiệp Quan Âm Thị Kính. Giảng viên hướng dẫn Thạc sĩ đạo diễn Nguyễn Thị Bích Ngoan, Thạc sĩ Nguyễn Thúy Lụa. Giảng viên tham gia giảng dạy nghệ sĩ nhân dân Mạnh Phóng, nghệ sĩ ưu tú Hà Quốc Minh cùng một số nghệ sĩ của Nhà hát chèo Việt Nam. Bảng phân vai: sinh viên Phạm Tiến Dũng trong vai Sùng Ông, Phú Ông và Hương Câm. Sinh viên Đậu Thị Thu Hiền trong vai Thị Kính màn 1, màn 2, vai Thiện Nam. Sinh viên Vũ Thị Ngọc Lý trong vai Thị Mầu màn 5. Sinh viên Lê Đức Thiện trong vai Thiện Sĩ Sư Ông. Sinh viên Nguyễn Thị Trinh trong vai Bà Sùng. Sinh viên Phan Xuân Tú trong vai Anh Nô, xã trưởng màn 5. Sinh viên Lã Thị Tuất trong vai Thị Mầu màn 3, màn 4. Sinh viên Tạ
Thị Phương Linh trong vai mẹ Đỗ. Và sinh viên Phạm Thị Kim Liên trong vai Thị Kính màn 3, màn 5 hát giáo đầu. Giảng viên chủ nhiệm, giảng viên chính, thạc sĩ Nguyễn Thúy Lụa. Mỹ thuật, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Song Hào. Âm thanh ánh sáng, lớp đạo diễn âm thanh ánh sáng K33. Âm nhạc, dàn nhạc nhà hát chèo Việt Nam. Cùng sự phối hợp giúp đỡ của các sinh viên Đỗ Văn Trúc, Tạ Đình Cường, lớp diễn viên chèo K34. Sinh viên Đỗ Trường Giang, Đặng Văn Trường, lớp diễn viên chèo K35. Tập thể lớp diễn viên chèo K36. Tập thể lớp nghệ thuật biểu diễn chèo K36A. Thank you.
quá trớ hương các con. Đủ cả người đến phụ ơi. Thế nhà ta hôm nay có con mách kéo, nó kêu ở phương nào về hương các con. Phương nào về đây phụ ơi. Phương đông à? Ừ. Đông thì lão biết toán ra nhỉ. Đông khứ Tây Lai, Nam vô sử mà Bắc hẳn hữu tài. Ấy là quẹt kêu quá hẳn nhà ta hôm nay có khách tớ ở. Phải rồi. Thế mới có câu nói rằng ngôn đa khách đáo tiên tài đáo, gia hữu nhân lai vạn vật lai. Có nhà ta sinh nàng thục nữ. Ừ, có. Vậy có xin sang để bán tử hầu người à? Ừ, cái anh này ăn nói chi mà lã vậy. Lão đông lần này tuổi đầu còn thiếu chi cái chết. Thế mà anh sang anh bán tử là anh bán chết cho lão là hầu. Dạ thưa cụ không ạ. Sách có chữ rằng bán tử chi tình, thì bán tử nhi tình so tử là. Bán tử là có xin sang làm con cả. Dạ, để làm con rể phụ cơ à. Anh nói thế thì lão nghe ra ngay. Bạn tức bắt bên ấy sinh anh ra là trai. Lão tôi đây có con gái, ví vừa đôi phải lứa. Thời để chi ta chẳng gả. Há dạ, lão tôi đây có tham chốn giàu sang. Ấy à, nhưng dâu nam rán
sánh với rẻ đông tràng. Được, mời anh vào nhà trong tôi nước, để lão gọi con gái lão ra hỏi nó một tôi nhời xem sao đã hử. Nào thì tính đâu con, ra cho cha dày chuyện nghe con. Thời vắng nghe ý, con giữ đạo ý tam hiền.
thấy trôi đớn thì quên. Cần lao lại giữa người vì thế đẹp vô tình thay đổi gọi